chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long Mến chào quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng tôi giới thiệu phần hai tiểu thuyết người lưới hành lặng lẽ của nhà văn hữu mai xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo năm học năm 1937-1938 đức nguyện xin vào học ở trường trung học tư thục thăng long một số bạn bè cho anh biết ở trường này có nhiều thầy không chỉ quyên bác trong kiến thức mà còn rất yêu nước như thầy Đặng Thái Mai, Hoàng Minh Giám, Phan Thanh và Võ Nguyên Giáp. Nguyện không biết mình đã gặp may trong lúc đang còn mò mẫm đi tìm một lối thoát cách mạng, cũng đang tìm kiếm những người như anh. Trường Thăng Long đã trở thành một trong những cái nôi của cách mạng ở Hà Nội. Ngay từ ngày đầu tiên vào học, Nguyện đã hăng hái tham dự những cuộc nói chuyện chính trị ở trụ sở đảng xã hội, những buổi diễn thuyết của nhóm thanh niên ở hội quán trí trì. Hàng loạt những vấn đề mới mẻ được mở ra trước mắt nguyện. Nhiều người rủ nhau vào đoàn thanh niên dân chủ và một số thầy giáo cũng khuyên học sinh nên tham gia tổ chức này. Dưới sự ảnh hưởng của thầy Phan Thanh là một trong những người sáng lập trường Thăng Long và muốn nó trở thành trường nghĩa thuật, nguyện nhận lời tham gia đoàn thanh niên dân chủ những ngày lễ được nghỉ học, nguyện về làng thăm gia đình. Anh và bố thường có những cuộc trao đổi về thời thế, những quan điểm của họ đôi lúc không đồng nhất. Hãy cùng bước vào phần 3 tiểu thuyết Người lữ hành lặng lẽ của nhà gian hữu mai để theo dõi sự trưởng thành trong nhân cách của Đức Nguyện khi học tại Hà Nội. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Giống như tất cả những người ít tuổi lúc bấy giờ tham gia hoạt động cách mạng, cháu đã thêm cho mình 2 tuổi để được nguyện trịnh trọng gọi bằng chị. Mãi tới khi cả hai người đã ngoài 70, anh Đạo mới biết chị Châu đã an gian tuổi và bắt đầu gọi chị bằng cô. Cuối năm 1939, chính phủ bình dân Pháp đổ. Liền sau đó, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Thực dân Pháp ở Đông Dương thẳng tay đàn áp các phong trào đấu tranh cho dân sinh dân chủ, giải tán các tổ chức cách mạng, các hội quần chúng truy bắt những người Cộng sản đã lộ diện trong thời gian hoạt động công khai. Hà Nội đã giúp nguyện mở rộng tầm nhìn. Những trang sử hào hùng của dân tộc, kiến thức mới về văn hóa Pháp, cách mạng Pháp mà các thầy có chủ định truyền đạt cho lớp thanh niên đã thức tỉnh lòng yêu nước, sự tự hào dân tộc và mở ra những chân trời tự do dân chủ, chủ nghĩa nhân dân. Chính nhờ những kiến thức mới này mà anh tiếp cận để dễ dàng hơn với sách báo cách mạng anh cũng bắt đầu được biết những con người mới có học vấn quyên bác không sợ cường quyền dám trực diện đương đầu đấu tranh trước bọn thống trị với những lý lẽ khiến chúng phải bối rối cúi mặt một điều rất quan trọng nữa là anh đã được tận mắt chứng kiến những làn sóng sôi sục tuy vẫn còn là những đợt sống ngầm trong những người dân lao động trong giới học sinh sinh viên quanh anh báo hiệu cơn bão tố sẽ tới lật đổ con thuyền của chủ nghĩa thực dân đã bắt đầu tròn thành. Nguyện được gặp Tổng bí thư Nguyễn Giang Cừ. Thời kỳ mặt trận bình dân, Nguyễn Giang Cừ hay hoạt động ở Hà Nội. Anh thường trực tiếp làm việc với Đào Duy Kỳ. Lúc đó phụ trách Hà Nội. Đức thanh niên mới được giác ngộ như Minh Châu, Nguyễn. Thỉnh thoảng cũng được gặp anh. Anh Cừ là người thông minh, giỏi về lý luận tác giả của bài Tự chỉ trích nổi tiếng. Anh hay nhắc mọi người là công tác vận động quần chúng ở nông thôn rất quan trọng vì phong trào mặt trận bình dân lúc đó hoạt động nhiều ở các thành phố. Anh quyết định mở một lớp huấn luyện cho số thanh niên mới này. Mười thanh niên, trong đó có Nguyện, Minh Châu, Cảnh Răng Vàng, Trạch, Phạm Thường, Tuyết được tuyển chọn dự một lớp huấn luyện bí mật do chính tổng bí thư phụ trách nội dung là những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mát như chủ nghĩa duy vật biện chứng chủ nghĩa duy vật lịch sử chính trị kinh tế học lịch sử đảng cộng sản liên xô lịch sử đảng cộng sản việt nam địa điểm lớp học lúc thì ở phố phạm phú thứ lúc thì ở bãi phú xá trong lớp nguyện được chú ý vì rất trẻ và xuất thân từ nông thôn nhưng nguyện nhận thấy nơi có thể giúp anh nhanh chóng trưởng thành lại chính là quê hương. Đình bản với vị thế ở gần Hà Nội, giao thông thuận tiện, giống như một thị trấn, người qua lại tấp nập ít bị kẻ địch chú ý, lại có cơ sở tốt và những thanh niên rất năng động đã được nhắm xây dựng thành một an toàn khu của Trung ương Đảng và Sư quỷ Bắc Kỳ. Những hoạt động đấu tranh trực diện được dần dần chuyển ra ngoài để đánh lạc sự chú ý của bọn mật thám nguyện được bồi dưỡng như một cán bộ địa phương của đảng. Biết anh có năng khiếu viết báo, các đồng chí khuyến khích anh viết một số tin tức đấu tranh ở làng, cung cấp cho các báo chí tiến bộ công khai ở Hà Nội. Nguyện trở thành cộng tác viên của một số tờ báo. Những bài báo của anh không chỉ còn mang tính chất chế kiểu thối hư tật xấu như trước đây, mà còn có thêm những nội dung đấu tranh xã hội. Năm 1940, Chiến tranh Thế giới thứ hai lan rộng, cuộc tiến công của phát xít Đức ở châu Âu đã chuyển từ phía đông sang phía tây nhắm vào Pháp và nhà cầm quyền Pháp đã nhanh chóng đầu hàng. Ba thanh niên ở đình bản, Nguyễn Di Thân, Nguyễn Trọng Tĩnh và Nguyễn Đức Nguyện đã là những hạt giống đỏ của đảng Cộng sản tại địa phương. Tháng 8 năm 1940, đại diện sư quỷ Bắc Kỳ về hợp bí mật hợp tại Giang Chỉ, Đền Đô, thành lập chi bộ độc lập đầu tiên của đình bản. Chính thân là người giới thiệu nguyện vào đảng. 900 năm trước, Lý Công Quẩn đã sinh ra tại một ngôi chùa ở Hương Cổ Pháp. Ngày hôm nay, chi bộ cộng sản đầu tiên của đình bản ra đời trong đền thờ các vua lý. khi thế sông núi như tụ lại nơi đây. Những người con cháu họ lý cảm thấy như dòng họ mình được tái sinh. Nguyện được cử làm bí thư. Anh nói trước chi bộ tôi nghĩ là làm cách mạng có khi đời ta không được hưởng gì mà là cho đời con cháu sau này câu nói này về sau còn được anh nhắc lại nhiều lần nguyện cũng đã thấy được vai trò đặc biệt của chi bộ mình nó giống như một đội cần về của đảng nguyện bàn với các đồng chí phải biến chi bộ của mình thành một chi bộ thép nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của chi bộ là bảo vệ an toàn cho một cuộc hội nghị của đảng Làng đình bản có nhiều nhà gạch với tường bao, ngõ ngách chằng chịt như mạng nhện. Do đó, ở đây thuận lợi cho việc tổ chức những cuộc họp bí mật vì có thể đặt những vị trí quan sát từ xa, kịp thời báo động khi có biến và bố trí những đường rút lui an toàn. Trước cuộc họp, thân đương nguyện tới gặp một đồng chí cấp trên. Anh chỉ cao hơn nguyện một chút, khoảng ngoài 30 tuổi, nước da trắng, có bộ mặt tròn đông hậu đặc biệt đôi mắt rất sáng nguyện được giới thiệu là bí thư chi bộ đảng ở đình bản đồng chí chăm chú nhìn nguyện nở một nụ cười hồn nhiên anh bắt tay nguyện hỏi về tình hình chi bộ rồi hỏi về việc chuẩn bị bảo vệ hội nghị cách bố trí canh giác mật hiệu báo động đừng rút lui khi cần anh nói ôn tồn rất mạch lạc đôi lúc hùng hồn anh tỏ vẻ hài lòng khi nghe Nguyện trình bày kế hoạch bảo vệ hội nghị. Trước khi Nguyện ra về, anh hỏi Thưa anh, được các anh động viên, tôi cũng mới viết đôi bài. Đảng đang rất cần những người viết báo, viết văn để phổ biến đường lối chính sách cho quảng đại quần chúng. Hội nghị hợp tại nhà ông Đám Thi. Mỗi năm đình bản đều chọn một trong những người được dân làng quý trọng nhất. Làm chủ lễ các kỳ dỗ vua Người đó được gọi là ông Đám. Gia đình ông Đám Thi thuộc loại khá giả trong làng. Nhà ông có hai giải năm gian và ba gian, một gian gác, hai lối ra vào rất thuận tiện khi có biến. Cả gia đình từ lâu đã ủng hộ cách mạng. Những người cách mạng dược ngục thường về ở đây để trú ẩn và phục hồi sức khỏe. Một thời gian sau, Nguyện mới biết đó là Hội nghị Trung ương lần thứ bảy của đảng Cộng sản Đông Dương. Và người Anh được gặp chính là đồng chí Trường Chinh. Dự hợp còn có các đồng chí Phan Đăng Lưu, Hoàng văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh. Hội nghị đã nhận định kẻ thù của cách mạng Việt Nam lúc đó là đế quốc Pháp và phát xít Nhật. Và quyết định hai vấn đề cấp bách. Một, thành lập các đội du kích, tiến tới thành lập căn cứ địa du kích lấy bắc sơn vũ nhai làm trung tâm do trung ương trực tiếp chỉ đạo và đồng chí hoàng giang thụ được trao nhiệm vụ chỉ huy 2. đình quản cuộc khởi nghĩa nam kỳ vì tình hình khách quan và chủ quan chưa thuận lợi đồng chí phạm đăng lưu được trao nhiệm vụ truyền đạt chủ trương này cho đảng bộ nam kỳ nhưng khi trở về thì lệnh khởi nghĩa đã xuống tới các địa phương không có cách nào quản lại tại hội nghị trung ương lần thứ bảy đồng chí Trường Chinh được cử làm quyền tổng bí thư thay đồng chí Nguyễn Văn Cừ mới bị địch bắt. Tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Nhiều đồng chí lãnh đạo chủ yếu của đảng bị bắt. Một số đồng chí bị kết án tử hình. Tiếp đó, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn cũng gặp khó khăn. Pháp tiếp tục khủng bố dữ dội phong trào cách mạng bóng ma chiến tranh xuất hiện việc học hành trong thanh thiếu niên ngày càng chảnh mãn khiến nguyện không tìm được chỗ dạy học thêm ở hà nội không có đủ tiền trả học phí nguyện phải nghỉ học trở về làng nghỉ học lần này không khiến nguyện mất vui anh có bao việc quan trọng cần làm ngay chính tại quê hương mở đầu đã bị địch chú ý đình bản tiếp tục được coi là an toàn khu của trung ương và xứ quỷ các đồng chí lãnh đạo đảng dẫn năng lui tới. Nguyện thường gặp Hoàng Quốc Việt và Hoàng Giang Thụ. Hoàng Quốc Việt, một công nhân đã lăn lộn giúp phong trào cách mạng từ năm 1930. Người nhỏ, mới ngoài 30, nhưng nước da xanh, bộ mặt già trước tuổi. Một phần cũng vì anh nuôi bộ ria mép để quá trang. Sau hàng ria mép, trông có vẻ quay nghiêm, thỉnh thoảng để lộ một nụ cười dí dỏm ngay cả lúc gặp gian nan. Mọi người gọi đùa anh là cụ cậu. Anh giàu tình cảm dễ xúc động trước sự hy sinh của đồng chí và đồng bào ủng hộ cách mạng. Anh thường kể lại những chuyện này đôi mắt rưng rưng. Anh tới đâu cũng được mọi người quý mến. Việc đã dài nguyện hát bài quốc tế ca. Hoàng Giang Thụ có nét mặt thô, tay chân cứng cáp như người dân lao động. Khi tiếp xúc, toàn bộ con người anh thoát ra nét chất phát của người miền núi và nguyện với sự hiểu biết, tính kiên định và bản lĩnh của một người cách mạng đã trải qua thử thách. Nguyện đã là đảng viên cộng sản, lại là bí thư chi bộ. Anh thấy mình còn hiểu biết rất ít về đảng. Nguyện chăm đọc sách, nhưng những cuốn sách như chủ nghĩa mác giả lòng, những nguyên lý của chủ nghĩa mác Lenin, đọc qua tiếng pháp không dễ hiểu chút nào mỗi lần có dịp gặp anh nguyện nêu ra khá nhiều câu hỏi từ những thuật ngữ chính trị đến những vấn đề triết học mà anh chưa hiểu anh thụ khuyên nguyện nên đọc một số sách của hải triều theo anh hải triều là người viết về chủ nghĩa mát một cách dễ hiểu nhất anh việt nói trước mắt hãy tập trung vào công tác cứu nước thực hiện tất cả những nghị quyết của đảng lý luận đường lối chủ trương của đảng đều được vận dụng cả vào đây khi có điều kiện sẽ đi học. Một số điều cầu hỏi, Mình cũng chưa có dịp tìm hiểu sâu. Bích tinh hưởng ứng khởi nghĩa Bắc Sơn, Được tổ chức tại khu lăng của Lý Công Quẩn, Nằm giữa cánh đồng. Trời sáng trăng, Người dự khá đông. Sau ba năm, Một lần nữa, Nguyện lại xuất hiện công khai trước dân làng. Nhưng lần này, Anh đã là một con người khác hẳn. Một chiến sĩ cách mạng. Nguyện sâu nổi nói về cuộc khởi nghĩa mà anh chỉ được nghe qua những tin tức, nhưng cảm thấy rất gần gũi, vì anh biết một trong những người chỉ huy chính là đồng chí Hoàng Văn Thụ. Nguyện hô hào mọi người tham gia cách mạng, anh kết thúc bài nói chuyện giữa tiếng trầm trồ quang nghênh. Không phải ngẫu nhiên mà từ chối năm 1939, chính quyền thực dân ở Đông Dương tăng cường đàn áp lực lượng cách mạng. Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bùng nổ Bọn thực dân hiểu rõ khi chính quốc bị nạn xâm lăng của chủ nghĩa Marxist đe dọa sẽ là thời cơ để phong trào đấu tranh giành độc lập âm ỉ từ lâu ở các nước thuộc địa bộc phát. Hội nghị Trung ương lần thứ bảy đã nêu lên vấn đề triển khai một số dùng du kích. Và đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc vừa trải qua cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, đã trở lại Cao Bằng. Tại đây, người chủ trì hội nghị trung ương lần thứ 8, đề ra con đường đấu tranh vũ trang, giành chính quyền và quyết định thành lập tổ chức mặt trận Việt Minh. Giữa năm 1941, Hoàng Giang Thụ gặp Nguyện Thù nói, địch sẽ khủng bố mạnh ở đình bản. Sức vĩ chủ trương chỉ để những đồng chí chưa lộ diện ở lại hoạt động, duy trì cơ sở. Tình hình đang biến chuyển nhanh. Công việc rồi đây sẽ rất nhiều. Sư quỷ quyết định đồng chí phải thoát ly hẳn gia đình để đi hoạt động đồng chí có khó khăn gì không tôi có thể nói với gia đình chuyện này trước khi đi không đồng chí có thể nói tuy là thoát ly nhưng đồng chí vẫn còn trách nhiệm với đình bản chưa đi xa hẳn cho tới lúc đó nguyện chưa nói với thầy đẻ về công việc của mình anh cảm thấy thầy đẻ vẫn coi anh là một đứa trẻ mới lớn không muốn cho con lao vào những hoạt động mà ông bà đều biết là rất nguy hiểm. Chắc chắn thầy đẻ sẽ không đồng ý với việc anh thoát ly đi hoạt động. Nguyễn có thể im lặng rời khỏi nhà, sau đó sẽ báo cho gia đình. Nhưng anh lại nghĩ mình đã là một bí thư chi bộ, nếu không thuyết phục được chính gia đình thì mong gì vận động được người khác tham gia hoạt động cách mạng. Anh xin nói chuyện với cả thầy và đẻ. Vào một buổi tối, Ông bà cùng nguyện ngồi quanh ngọn đèn dầu dặn nhỏ. Ông bà đã thấy đứa con đang muốn thoát khỏi vòng tay của gia đình, nhưng chưa đoán được có việc gì quan trọng mà nó muốn gặp cả thầy đẻ cùng một lúc. Ông bà thỉnh thoảng lại sốt ruột nhìn con. Nguyện quyết định nói thẳng mình đã tham gia mặt trận Việt Minh để đánh Pháp đuổi Nhật. Bây giờ đoàn thể yêu cầu đi hoạt động thoát ly, anh mong được thầy đẻ chấp thuận ông chầm rãi hút một điếu thuốc lào rồi mới nói thầy đẻ không phải không có tâm lòng với đất nước trước đây không muốn con tham gia hội này hội nọ vì nghĩ sớm muộn rồi cũng giống như cụ đề ông học không làm nên công chuyện gì mà đã máu chảy đầu rơi nhưng khi con đã tham gia rồi thì thầy đẻ khó ngăn điều con vừa nói thầy đẻ không đồng ý thầy đẻ muốn con tham gia như những người trong làng chứ không muốn con bỏ nhà đi xa lâu nay bọn chúng còn để cho gia đình được yên vì thấy con ở nhà bây giờ con ra đi có khác nào lại ông tôi ở bộ này gia đình ta sẽ khốn đốn với chúng nhưng cái đó cũng chưa phải là điều quan trọng nhất gia đình chỉ có con là lớn lại là trưởng nam con còn trẻ người non dạ đã đi xa khỏi gia đình thầy đẻ không thể nào yên tâm nguyện nói con chưa có dịp thưa với thầy đẻ là lần này dân ta nhất định giành lại độc lập vì ta đã có việt minh lãnh đạo rất tài giỏi từ lâu con đã là người của đoàn thể con không thể nào rời bỏ đoàn thể thầy mẹ sợ con đi sẽ gặp nguy hiểm nhưng con ở nhà mới là nguy hiểm chúng có thể bắt con bất cứ lúc nào khi đó dù thầy đẻ và xóm làng thương con tới đâu cũng không ngăn được bọn chúng đoàn thể muốn con thoát ly là để có điều kiện công tác lâu dài chỉ có đấu tranh giành lại độc lập gia đình ta mới mong được xung họp êm ấm con không còn cách nào khác mong thầy đẻ vui lòng cho con đi cuối cùng thầy đẻ im lặng ông bà nhận thấy không thể thay đổi được ý định của nguyện và nhất là những điều anh đã nói đều có lý nguyện biết mình có thể ra đi mấy tháng sau Lần lượt thầy rồi đẻ đến gặp anh ở điểm hẹn bí mật để đưa quần áo tiếp tế lương thực, tiền nông. Những người nguyện cử về làng công tác đều được ông bà che giấu. Có lần anh tổ chức một cuộc họp bí mật ngay tại nhà. Thầy là người canh gác bảo vệ an toàn. Trong lúc mẹ bỏ mọi việc chăm lo cơm nước chu đáo. Ông bà chưa tin là cách mạng sẽ thành công. Nhưng vì thương con nên không thể đứng ngoài nguyện vừa tròn 20 tuổi. Theo nguyên tắc hoạt động bí mật, anh phải có một bí danh. Cuốn sách Con đường sáng của nhà xuất bản tự lực văn đoàn vừa bày bán tại hiệu sách đã gợi ý cho anh. Nguyện chọn cho mình cái tên Lê Quang Đạo. Anh sẽ quyết tâm theo con đường sáng tới đích mà đảng đã chỉ ra. Thời gian đầu, đầu được phân công làm quỹ viên ban cán sự quyền từ Sơn. Chỉ có thay đổi là dùng hoạt động của anh mở rộng ra cả huyện. Anh có dịp về các làng đồng kỵ, trang liệt, phù chẩn, dương hút, gặp thanh niên. Về dùng gia lâm gặp những tá điền, đến liễu khê, thuận thành, tuyên truyền đường lối đánh pháp đuổi nhật, tổ chức rải truyền đơn, treo cờ đỏ trong dịp những ngày kỷ niệm. Đào cũng gặp lại một số bạn bè ở Hà Nội. Trong lúc chuyện trò, anh tin chắc họ là người của mặt trận. Đã biết mình đang chạy đua với thời gian. Chỉ có nhanh chóng tập hợp được mọi người vào mặt trận cứu quốc thì mới hy vọng khi thời cơ tới giành lại đất nước. Những nơi anh mới tới lần đầu còn là những khu trắng. Nhưng rồi dần già anh đã xây dựng được cơ sở. Một số gia đình cho anh và các bạn náo trong nhà ban ngày ban đêm đi ra ngoài hoạt động có lúc họ giấu anh ở địa điểm bí mật. Bữa bữa mang cơm nước tới. Đạo trở thành quý viên rồi bí thư ban cán sự tỉnh Bắc Ninh. Mỗi ngày, anh lại học thêm nhiều điều từ công tác. Trước đây, anh thường quan hệ với những bạn bè sinh ra trong những gia đình trung lưu. Tôi có biết cuộc sống của người nông dân nghèo nhưng chưa thật hiểu kỹ. Có lần anh tới nhà một tá điền. Ông người trắng trẻo, cao ráo, giống như con nhà khá giả. Ngờ đâu, gia đình cả tuần chỉ sống bằng cháo ngô. Thấy anh ăn khổ quá, anh đi nhổ trộm đổ non về nấu. Cuộc sống những gia đình nông dân không có ruộng đều khổ cực. Bữa ăn sáng cổng rơm, mà vẫn khi có khi không. Ngủ chỉ có ổ rơm, không biết tới dựng chiếu chăn màn Nhưng anh nhận được qua những tình cảm chất phát, ít khi thể hiện bằng lời của họ sự gắn bó với cách mạng, sự trung thành tuyệt đối với những người mà họ đã gửi gắm niềm tin. Những căn nhà tượng đất, mái tranh siêu dẹo ở nông thôn chính lại là những pháo đài mà bọn thống trị không thể công phá được. Mặc dù địch ra sức luồn sụt, nhưng chúng không tìm được các anh vẫn ở ngay trong dân, dựa vào dân tiếp tục mọi hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức dân chúng. Trường đơn nằm rãi, cờ đỏ vẫn xuất hiện những người đi chợ nói việt minh có phép tàn hình tây không làm cách nào bắt được mỗi làng đã gây được 5-7 cơ sở đây là những cơ sở đầu tiên của đảng ở dương húc phù chẩn thuận thành gia lâm giữa anh và những người nông dân nghèo đã nảy nở những tình cảm sâu sắc trước đây chưa hề có cũng không phải chỉ với những người nông dân nghèo gia đình ông chánh quân có khá nhiều ruộng đất ông trưởng bà quán giữ sổ sách những người có gia dế ở nông thôn, ông Lan Chỉ làm nghề bốc thuốc, không chân lắm tay bùng. Cũng là những người rất ủng hộ, gắn bó với cách mạng. Tinh thần chống bọn cướp nước không phải chỉ người nghèo mới có. Mùa thu năm 1941, đảng tổ chức cuộc họp sư quỷ và cán bộ của nhiều tỉnh Bắc Kỳ ở Dương Húc do đồng chí Trường Chinh chủ trì. Trong hoàn cảnh địch khủng bố gắt gao sau khởi nghĩa Nam Kỳ, có được một địa điểm bí mật để họp trong ba ngày liền không phải là dễ. Các cán bộ về dự họp không ai có tiền. Mọi việc ăn ở đều do các ông tổng đại, chánh quân, những người là chánh tổng và lý trưởng của làng, cùng bà con thông xóm xung quanh thu xếp và bảo vệ. Về dự họp có các anh, chị Trần Đăng Ninh, Trương Thị Mỹ, Lê Trọng Vĩnh, Nguyễn Thị Bang, Đạo là đại diện cho Ban Cán sự Đảng Bắc Ninh. Trong lần họp này, Đạo được nghe đồng chí Trường Chinh phổ biến nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng về việc thành lập mặt trận dân tộc thống nhất, lấy tên là Việt Nam Độc lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh. Công tác cách mạng với những nguy hiểm thường trực đe dọa anh, mỗi ngày lại tạo cho anh một niềm say mê mới. Một buổi sáng cuối năm 1941, Đạo khăn áo chỉnh tề vừa ở một nhà trong làng đình bản đi ra, bước đi đàng hoàng nhưng đôi mắt không quên quan sát. Đến gần đình làng, anh gặp một bà già sắc mặt hơi khác thường, đang rảo bước bỗng dừng lại nói rất nhanh. Anh có gặp ông lý trưởng đâu không? Gớm! Các quan tay họ về làm gì? Đầy nhà ông đâm thi. Không biết ông Lý đã biết chưa? Nói xong bà cụ lại tức tưởi đi. Biết có chuyện anh dò rẽ tắt ra phía sau làng, xuyên cánh đồng, sang phụ chẩn cách đó vài cây số. Đạo vào nhà nham, một đồng viên trong tổ chức thanh niên phú quốc, chờ xem tình hình ở đình bản thế nào. Bà mẹ nham dọn cơm cho hai người. Vừa bưng bát lên thì một em bé hớt hải chạy vào, nốt quan lính đã kéo đến đầu làng. Nham dẫn đạo chạy ra đồng, đi tắt sang một làng khác, cách đó bốn năm cây số ruột gan đạo như có lửa đốt. Sau thất bại của khởi nghĩa Nam Kỳ, Bắc Sơn, Đô Lương, mọi người đã quen với những cuộc khủng bố. Nhưng lần này, quân địch đột nhập đúng vào nhà ông Tám Thi, nơi thường vụ Trung ương đảng đang họp bàn việc triển khai nghị quyết Trung ương lần thứ 8. Các anh Trường Chinh, Hoàng Văn Thủ, Hoàng Quốc Việt, liệu có chạy thoát không? Nếu cả ba anh bị bắt, đảng sẽ mất cơ quan đầu não đạo nghĩ đến bà cụ già báo tin khéo cho mình ở gần đình bản bà là láng giềng của ông đám thi không phải người trong tổ chức nhưng có thể đã biết cán bộ cách mạng thường qua lại gia đình này trước đây bà vẫn giữ im lặng nay gặp lúc nguy hiểm bà chủ động báo tin cho anh nếu không gặp bà anh đâm thẳng vào nhà ông đám thi thì chắc chắn là bị tóm rồi đạo nghĩ các anh trong thường vụ biết đâu chẳng gặp mai như anh. Anh hy vọng nhưng vẫn không thể yên tâm. Sáng sớm hôm sau, đạo vào làng cẩm vàng thăm dò tin tức. Mai sau gặp Nguyễn Trọng Tĩnh, con trai ông đám thi ở đây. Tĩnh nắm dậu tay anh, giật giật luôn mấy cái rõ mạnh, rồi nói, thoát cả. Cha sướng quá. Anh như vừa cất được gánh nặng tỉnh và anh kéo nhau vào nhà bà trương tiếp con trai bà ở trong tổ chức lần này có nhiều liên hệ với đình bản nên bà đã sớm hay tin có việc bắt bớ bà khẽ hỏi họ về tình hình ra sao tỉnh kể lại mấy anh đang hợp trên gác thì nghe tiếng nhốn nháo ở sân dưới nhà qua cửa sổ trông xuống đứt tay và mật thắm rồi các anh dội quơ hết tài liệu cho vào bọc Tôi dẫn đường, tất cả nhảy bổ sang nhà láng giềng đằng sau, chui qua lưỡi ra làng, thoát được ra cánh đồng. Các anh hẹn liên lạc với nhau, rồi mỗi người đi mỗi ngã. Kính thưa quý vị, sang học kỳ 2 ở trường Thăng Long, nhờ đạt điểm cao, nguyện được miễn một phần học phí. Tiền của gia đình gửi ra không đủ để tiêu xài. Theo bạn bè, nguyện nhận làm gia sư cho một vài gia đình. Trường Thăng Long đang trên đà phát triển tốt, thì đồng một cái thầy Phan Thanh mất vì bệnh hiểm nghèo. Tin thầy chết làm cho nhiều người bàn hoàng, đưa tang thầy là cả một đoàn người đủ các thành phần, đủ các lứa tuổi kéo dài cả hai cây số. Nguyện đi dự tang lễ không chỉ vì sự kính trọng, yêu mến bậc hiện tại mà còn muốn góp phần cùng bạn bè tỏ rõ thái độ ủng hộ tinh thần kiên quyết đấu tranh bên dược quyền lợi của dân tộc do thầy khởi xướng. Mùa hè đến, nguyện về làng đình bản mở lớp dạy học cho vài chục em để có thêm thu nhập. Tại đây, anh cũng tham gia tổ chức thanh niên phản đế, đồng thời vẫn tiếp tục hoạt động trong đoàn thanh niên dân chủ ở trường Thăng Long. Tại Định Bản, nhờ có nhiều đảng viên cộng sản, kể cả những đồng chí xứ quỷ, lui tới nhằm giáo dục ý thức đấu tranh giai cấp, nên tổ chức thanh niên phản đế có những mục tiêu đấu tranh rất cao. May mắn được gặp và nói chuyện với Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, nguyện trưởng thành hơn và dinh dự được tuyển chọn dự một lớp huấn luyện bí mật cùng với 10 thanh niên ưu tú khác. Liệu ông bà Nguyễn Đức Cung có đồng ý cho đứa con trai của mình đi theo cách mạng hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 4 tiểu thuyết Người lưỡi hành lặng lẽ của nhà văn Hữu Mai vào chương trình đêm mai với nhiều chi tiết gây cấn. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.